Đoàn kiểm tra công vụ huyện Tân Trụ đã thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất tại Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Tại các đơn vị đoàn đến kiểm tra, cán bộ, công chức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, lề lối tác phong làm việc. Các cơ quan đơn vị đều có bản niêm yết thủ tục hành chính, kế hoạch làm việc theo quy định. Đối với vấn đề kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, qua kiểm tra đối chiếu các hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn cho thấy, các thủ tục hành chính đã được giải quyết trên thực tế, nhưng do lỗi thao tác người sử dụng nên vẫn còn hiển thị trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Bên cạnh đó, đoàn nhắc nhở một số địa phương cần thực hiện nghiêm túc hơn nữa về việc chấp hành nghiêm giờ làm việc, xem xét, sắp xếp lại một số vị trí bàn làm việc ở bộ phận một cửa để việc phục vụ nhân dân thuận tiện hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kiểm tra công vụ cũng còn một số vấn đề các cái đơn vị, các phòng chuyên môn, ủy ban các xã thị trấn chưa có triển khai đồng bộ cũng như thực hiện quyết liệt các cái nhiệm vụ như là số hóa hồ sơ, các cái hồ sơ thì chưa đồng bộ giữa cái hồ sơ trên giấy và hồ sơ trên phần mềm. Còn về cái thực hiện các cái thủ tục hồ sơ đối với các đơn vị thì vẫn còn cái hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm của cổng quốc gia. Trên cái tinh thần đó thì đoàn kiểm tra công vụ của huyện cũng đã có cái trao đổi với lại các phòng chuyên môn rồi ủy ban dân các xã thị trấn trong cái thời gian tới tiếp tục triển khai quyết liệt thực hiện cái việc số hóa hồ sơ cũng như là không để hồ sơ trễ hẹn trong thời gian tới. Trong thời gian tới, đoàn kiểm tra công vụ huyện Tân Trụ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của công chức viên chức, người lao động, góp phần thúc đẩy hoạt động công vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước đạt hiệu lực, hiệu quả cao.